Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 23 của bộ truyện Cháu gái của siêu sao được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Mộc Di cùng với MC Phương Thúy có thêm nhiều động lực gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ thời gian trôi qua từng ngày lục châu trung từ từ trở lại cuộc sống bình thường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa mặc dù vẫn giữ nguyên tinh thần cảnh giác nhưng dù sao cũng không còn trong gà hóa quốc nữa cô vốn là một người có tính cách náo nhiệt vì thế thường cùng bạn bè ra ngoài tụ họp đi dạo phố hoặc là ca hát lục châu trung vốn còn tưởng là cảnh tự sẽ không vui không ngờ anh không những ngầm cho phép tất cả những hoạt động về đêm của cô mà đặc biệt là không chỉ trích cô. Buổi chiều hôm ấy, Lục Châu Trung ở thư viện đọc sách. Tưởng Thanh Lâm ngồi bên cạnh cô chỉnh Anh. Cách đây không lâu, cả hai đã đến một nhà thờ nổi tiếng trên mạng để check in và chụp hình rất nhiều ảnh. Tưởng Thanh Lâm là một người chỉnh ảnh tài năng. Cuộc sống đuôi đồ mấy năm nay đã tôi luyện nên kỹ thuật chỉnh hình của cô ấy. Ngay cả những bức hình lục chúc trúc nằm cứng đơ ở trên ghế như là con chó chết thì cũng có thể bị cô ấy chỉnh thành người đẹp đang ngủ. Chỉnh xong ảnh gốc thì gửi cho mình. Một tấm 20 tệ, không trả giá, không cần nữa. Tưởng Thanh Lâm cười nói. Mang ảnh cuộc sống hàng ngày của ông nội cậu ra đổi cũng được. Lục chúc chúc nhếch mép. Ông mình đã lớn tuổi như thế rồi mà cậu còn đu nữa. Một đống hot boy trong giới giải trí không thơm hương sao. Cái gì mà lớn tuổi chứ? nam thần lục hoài nhu đóng băng tuổi đấy được không tưởng thanh lâm không hài lòng rồi nói hơn nữa hot boy sao có thể so sánh được với ông ấy ông ấy bây giờ không được coi là già mà ngày càng có hương vị đàn ông trưởng thành lục châu trung cười và nói nhóc lâm không nghĩ tới cậu còn muốn làm bà nội của mình nữa đấy tưởng thanh lâm thở dài rồi nói làm bà nội cậu mình không xứng được chưa lục châu trung mềm sữa bị sặc được rồi được rồi con gái đu đồ, cô thật sự không thể hiểu nổi, tình cảm quá phức tạp. Ngoan ngoãn giao hình ra đây. Được rồi, tôi gửi cho cậu. Lục Châu Trúc mở album ảnh ra, tìm mấy tấm hình của Lục Hoài Nhu rồi gửi cho cô ấy. Mặc dù đã tranh lệch khá nhiều tuổi, nhưng dáng người Lục Hoài Nhu trong ảnh vẫn rắn giỏi như trước, thần thái đẹp trai người người. Ông vừa phong độ lại kiên trì tập thể hình, vì vậy trạng thái tinh thần của ông cực kỳ tốt. Lục Châu Trung không mang theo bất kỳ bộ lọc phan nào mà khách quan vô cùng nói. Ông nội mình vẫn đẹp trai lắm. Có bao giờ mà ông cậu không đẹp đâu. Gửi hình cho cậu rồi đấy, mau gửi hình đã rửa cho mình. Tưởng Thanh Lâm dùng Photoshop phóng to bức ảnh lên rồi tỉ mỉ chỉnh hình. Vài phút sau cô ấy bỗng nhiên nói. Châu Trung, cậu xem bức ảnh này, người này có phải là cảnh tự không? Lục Châu Trung nghiêng đầu qua, gần như xác định ngay lập tức, người thanh niên đứng trong đám người chính là cảnh tự. Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng là tình cờ thôi. Tưởng Thanh Lâm nói, có duyên thật đấy, chụp ảnh thôi mà cũng chụp được hai người trong cùng một khung hình nữa. Lục Châu Trung thì lại không cảm thấy đây là trùng hợp, bởi vì nhà thờ mà bọn họ chụp hình cách trung tâm thành phố rất xa, sao cảnh tượng lại xuất hiện ở đó được. Trong lòng cô sẽ lên một ý nghĩa nhưng lại không dám xác định. Cô mở album ảnh trong điện thoại ra, xem kỹ lại những bức ảnh gần đây, cô ra ngoài chơi với bạn bè, hình ảnh rất nhiều ước chừng hơn trăm tấm bao gồm hình tự chụp hình cô chú giúp bạn có hình chụp chung một đám nữa lướt qua toàn bộ một phần quả nhiên có một tấm chụp trong công viên lại nhìn thấy bóng dáng của anh anh ngồi dưới tảng cây cúi đầu xem điện thoại lục châu chung bắt đầu hiểu dần ra ngay cả sau khi cô đã trở lại cuộc sống bình thường thì cảnh tự vẫn không thản lòng cảnh giác xảy ra chuyện như thế mặc dù cô tránh được một kiếp nạn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì ở độ tuổi này, dù là cô hay là Cảnh Tự, tuyệt đối cũng sẽ không chịu nổi. Lựa chọn không nói với Lục Hoài Nhu là sự ích kỷ của Cảnh Tự, cũng là của cô. Bọn họ đã cố gắng mới có thể được bên nhau, mà cho dù đến phút này, Lục Châu Châu cuối cùng cũng hiểu rằng, trong cuộc tình tuyệt đẹp và ngọt ngào này, so với cô thì Cảnh Tự thật ra phải chịu nhiều áp lực hơn. Cảnh Tự đã lựa chọn che giấu thì anh buộc phải chịu trách nhiệm về điều đó thảo nào mỗi lần sau khi gọi điện thoại cho dù đang chơi ở đâu anh cũng luôn có thể nghe điện thoại của cô ngay Trúc Trung làm sao vậy tưởng thanh lâm thấy lục Châu Châu yên lặng không nói đôi mắt hình như còn đỏ lên thì cô ấy lo lắng hỏi có phải cậu cảm thấy khó chịu gì không không có lục Châu Trung lắc đầu mình chợt nhớ ra hôm nay có chút việc không thể đi ăn khuya với cậu được không có gì cậu bận việc của mình đi Buổi tối, Lục Châu Trung hiếm được một ngày không đi ra ngoài chơi. Sau khi tự học ở thư viện xong thì Thành Thành thật thật đi về nhà sớm. Cảnh tự hộ tống cô đến về cửa nhưng vẫn không vào. Khóa cửa và đóng cửa sổ cho thật kỹ vào, không được thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút. Anh do so đầu cô đang muốn rời đi thì Lục Châu Trung bỗng nhiên kéo tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay anh có muốn ở lại đây không?" một câu ngắn ngủi khiến cho sự ám muội nhanh chóng bao trùm không khí. Sáng người cảnh tử hơi cứng ngắc. Sao cơ? Không phải trước đây đã nói rồi sao? Ngoại trừ hoạt động tập thể và đi học, thời gian khác đều phải ở bên nhau. Anh luôn tuân thủ giao ước sẽ bảo vệ em. Thế em cũng nên tuân thủ giao ước ở cùng anh. Khóe miệng của cảnh tự hơi nhếch lên. Lục chốc chốc, đêm nay em muốn làm gì? Thật ra bản thân lục Châu chốc, chốc cũng chưa nghĩ xong mình muốn làm gì của Trương Cảnh Tự đưa cô về đến cửa nhà đã dừng lại. Đêm nay, cô chỉ đơn giản là không muốn để anh về nhà thôi. Đã nói là sẽ luôn ở bên nhau. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của anh, giọng điệu cũng nặng hơn. Thì phải luôn ở bên nhau. Khi cảnh tự bị cô gái nhỏ kéo vào trong nhà, trong não thì hoàn toàn trống rỗng. Anh hoàn toàn không biết, cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau đứng trên hành lang, nhất thời không biết phải làm sao. Trước đây luôn chê thời gian ở bên nhau không đủ. Hẹn hò xong thì về nhà. Sau khi về nhà thì lại mong chờ đến lần nhau gặp tiếp theo. Có thể qua đêm cùng nhau quả thật là một chuyện xa xỉ biết bao nhiêu. Anh thật sự muốn ở lại sao? Em thật sự muốn anh ở lại? Hai người gần như cũng đồng thanh hỏi câu này. Sau khi hỏi xong lại im lặng và xấu hổ thật lâu. Cảnh tự là người bật cười trước tiên, giơ tay lên so đầu của cô. Được, anh ở lại, nhưng phải quy ước ba điều, đêm nay em không được. Không được gì? Em biết rồi đấy. Em không biết mà. Lục Chu Trung kéo vạt áo của anh nói. Nói mau, không được cái gì. Cảnh tự hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói bên tai của cô. Không được quyến rũ anh. Nói xong, không để cô kịp phản ứng, thì cảnh tự đã xoay người đi vào trong phòng. Lục Chu Trúc nhìn theo bóng lưng của anh, kéo dài giọng rồi nói. Bạn trai nhà mình thật sự rất tự giác nha. Cảnh tự biết rằng cô gái nhỏ xấu bụng, nó không chừng có đang nghĩ cách làm thế nào để tra tấn anh nữa. Không phải là anh tự giác mà là rất không biết tự giác. Đêm nay, thời gian lục châu trung tắm rửa lâu hơn bình thường. Lúc thì bôi kem dưỡng thể, lúc thì bôi dầu dưỡng tóc, ná lại trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Khi mặc quần áo vào, thật ra cô cũng hơi do so dự. Lúc trương sau khi tắm xong, cô đều không mặc nội y, bởi vì không mặc sẽ tốt hơn. Nhưng mà đêm nay, Lục Châu Trung xa vào tăm tối. Thật ra thì cô cũng là sinh viên năm ba, sắp bước vào năm tư rồi. Rất nhiều bạn nữ trong lớp đã đều có bạn trai. Hơn nữa đa số đều dọn ra ngoài sống chung với nhau. Đây là điều tự nhiên xảy ra ở giai đoạn yêu đương này. Bọn họ vốn là một cặp tính nhân bình thường. Tuy rằng trải qua rất nhiều khúc mắc hơn những người khác một chút, nhưng họ thật sự yêu đối phương tha thiết yêu mến và thu hút lẫn nhau là chuyện hạnh phúc nhất trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Cớ sao lại không thể chứ? Lục Châu Trung đặt nội y xuống không mặc nữa, lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra, hơi nương tràn ra trước, cô nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào phòng khách. Cảnh tự ngồi ở quầy bar hình như là đang chơi game. Tiểu tự, chú ý vị trí đường đi. Anh béo, bơm máu cho tử tự một cái đi. Boss, sắp ra rồi. Tiểu tự, cầu để ý mọi người một chút. Lục Châu Trung thấy trên miệng anh còn ngậm bịch sữa, ngón tay thì gõ bàn phím tanh tách, bận đến mức chưa kịp uống miếng sữa nào. Dáng vẻ anh lúc này thật sự là đáng yêu. Lục Châu Trung nhớ lúc Trương có xem một video tổng hợp rất ngọt ngào, chủ đề là lúc bạn trai của bạn chăm chú chơi game, nhìn phản ứng của anh ấy khi bạn chui vào từ phía dưới rồi ôm lấy anh ấy. Tổng hợp video có đầy đủ thể loại clip ngọt ngào được cư dân mạng chia sẻ, ngọt ngào đến mưng cô phải gào to, vì vậy, cô cũng muốn bạn trai ngọt ngào như thế. Lục chốc chốc lặng lẽ đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Từ bên dưới hai cánh tay chui vào ngực anh, đồng thời cũng ngăn cản luôn tầm nhìn của anh. Đầu ngón tay cảnh tự vẫn đang gõ tanh tách trên bàn phím. Anh liếc nhìn cô một cái rồi khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn lại về phía màn hình máy tính. Lục chốc chốc. Không đúng, từ trước đến giờ cô xem nhiều video như thế, nhưng chưa thấy cô gái nào bị bạn trai ngó lơ cả có thể lại bị ngó lơ. Quả nhiên, tìm một tuyển thủ e-box chuyên nghiệp làm bạn trai thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc trò chơi lớn hơn bạn gái. Ngớ ngẩn thật. Khi lục châu trung đang muốn thất vọng rời đi thì cảnh tự nói với anh béo. Anh dẫn đội giúp tôi một chút, tôi cúp máy khoảng một chút. Giọng anh béo từ trong tai nghe chuyển ra. Không phải chứ, boss vừa mới ra, tình hình chiến đấu quyết liệt như vậy mà cúp máy cái gì hả? Tắt tiếng đây. Cảnh tự tháo tay nghe xuống tắt micro, tầm mắt cuối cùng cũng rời lên mặt lục chốc chốc. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Em làm gì? Em làm gì? Tay của Lục Hoài Nhu vẫn còn vòng lên vai của anh mà còn hỏi cô muốn làm gì. Tại sao bạn trai trong video có thể hiểu được tâm tư của bạn gái trong vài giây bởi vì họ là bạn trai nhà người ta sao? Cảnh tự thấy cô gái nhỏ dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm bịch sữa của anh mà anh đang ngậm trên miệng thì nhưng chợt hiểu ra điều gì đó. Vì thế sẽ bị sữa ra rồi đút đến bên miệng. Uống đi. Lục Châu Trung không hiểu vì sao lại bị bắt uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa là sặc mất. Cô đẩy anh ra, em không muốn uống sữa đâu. Vậy em muốn làm gì? Cô thấy cảnh tự thật sự là không hiểu được ý của cô thì nghĩ rằng, quả nhiên thực tế khác so với tưởng tượng. Không những khác biệt mà còn khác rất nhiều. Bạn trai của cô là một người bạn trai chân thật nhất thế giới này. Thôi, bỏ đi. Lục Châu Trung không còn gì luyến tiếc muốn lui khỏi người anh, thì cảnh tự ngay lập tức kéo vòng eo mảnh khảnh của cô lại. Đợi chút. Hình như hơi hiểu hiểu một chút rồi. Hình như bạn gái cũng đang làm nũng với anh. Vậy anh hôn lên má của cô mà trái một cái, phải một cái. Bây giờ thì Lục Châu chúc đã vui vẻ rồi. Cô ôm lấy khuôn mặt của cảnh tự cười rồi nói. Thế chơi tiếp đi nhá, không quấy dậy nữa. Ừm. Cô gái ngoan ngoãn rời khỏi người anh, sống hệt như là một con cá. Nhưng cảnh tự lại không phòng bị mà vô tình, nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trước người cô gái nhỏ. Xa dầu đột nhiên tê dần. Trong phút chốc, cơ thể anh cứ ngắc lại như một thanh sắt. Cảnh tự mang tay nghe lên, bắt đầu chơi game. Anh đã không thể nào tập trung tinh thần được nữa. Toàn bộ tâm trí của anh đều là hình ảnh loa mắt ban nãy. Sau khi vội vàng kết thúc trò chơi, cảnh tự tắt máy tính rồi ngồi trên ghế buông thõng hai tay, chờ thân thể bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, anh không nên vào nhà của cô. Trước đây, lý trí luôn mách bảo những gì nên làm và những gì không nên làm. Nhưng với lục châu trung thì trí ý kiên cường của anh không còn tác dụng nữa. Chẳng hạn như khi còn nhỏ, anh biết rõ là mình có rất nhiều bài tập về nhà. Nhưng ngày nào tan học, anh cũng vẫn không thể kìm lòng mà muốn cùng cô đi chơi khắp nơi sự hấp dẫn của cô đối với anh chưa bao giờ được kiểm soát bởi lý trí cả trước khi đi ngủ lỗ chúc chúc nằm đọc sách trên giường bên cạnh giường là một chiếc đèn ngủ nho nhỏ cô cầm bút trong tay mang cả kính thất to đang vừa đọc đề thi nghiên cứu sinh bằng tiếng anh vừa viết viết gì đó anh ơi đừng chơi game nữa cô vừa làm đề vừa hướng bên ngoài phòng hô lên ngủ sớm một chút đi đừng thức khuya nữa sau khi cảnh tụ tắm xong thì đến bên cạnh cửa, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Tóc mái của cô xóa tự nhiên trên chán, sáng vẻ đeo kính cận trông vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ cười tuê tuết ngày thường. Ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ bao phủ lấy khuôn mặt thông minh của cô. Đường nét khuôn mặt cũng được mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Khát vọng manh liệt trôi dậy trong lòng cảnh tự rồi tràn ra ngoài, từ đôi mắt đen như mực. Lục châu chung để ý mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Anh ơi, đi ngủ thôi. Cảnh tự nhận thấy cô gái còn cố tình kê hai cái gối trên giường của mình. Đêm nay, bọn họ sẽ cùng chung chân gối. Ai biết mình cần phải từ chối, nhưng anh không từ chối được. Từ trăm năm mới có thể dùng chung chân gối, cổ điển mà lãng mạn. Có thể ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương đi ngủ. Phúc phần này phải vượt dầu sôi lửa bỏng, trải qua muôn vàn thử thách mới có được. Cô gái nhỏ không có vẻ gì là đặc biệt hồi hộp, cô vẫn đang tập trung đọc sách. Cô quả thật là rất tin tưởng anh. Tin rằng bất kể làm gì, chỉ cần anh đưa cô đi cùng thì sẽ không có gì phải sợ hãi cả. Khi cảnh tự cởi áo ra thì ngòi buôn của lục chúc chúc ngừng lại. Cuối cùng cũng có chút phản ứng. Anh... Giống em, khi đi ngủ anh cũng không thích mặc đồ. Cảnh tự bình tĩnh rồi nói. Hai má của lục chúc chúc đỏ bừng lên. Cô biết anh nói như vậy là chỉ nội y của cô. Ừ. Lục Trung Trung gật đầu, giả vờ bình tĩnh. Anh, anh cứ tự nhiên. Ánh mắt của cô lập tức tập trung vào cuốn sách. Cô không dám nhìn vào bụng của anh một chút nào. Mẹ nó, thành tích của em có lẽ sẽ được đề cử làm nghiên cứu sinh. Anh nhìn cuốn sách tiếng Anh của cô rồi hỏi, vì sao còn cần phải thi? Lục Châu Châu nhún vai rồi nói, dù sao thì nghiên cứu sinh em cũng có thể đạt được 400 điểm, chẳng sao cả. Cảnh tự nói, Em nói mấy lời này nghe rất đáng đánh đòn. Cô gái nhỏ cười hì hì một tiếng rồi ôm lấy cánh tay của anh. Các bạn học đều đối xử với em rất tốt. Em không muốn chín vị trí để nghiên cứu. Đây là lời nói thật lòng. Lời này thì lại rất có tình người. Em làm cô gái tốt mà. Ừ, đúng vậy. Cảnh tự xoa đầu của cô. Lúc trước cô từng muốn xem nhưng cảnh tượng chưa từng cho cô xem. Lần này, cảnh tự đưa bộ phận từng làm cho anh cảm thấy mặc cảm nhất lộ ra trước mặt cô theo một cách tự nhiên như vậy. Các đường cong cơ bắp sau lưng mịn màng mà săn chắc, có rất nhiều nơi màu da không được đều nổi bật. Nhưng so với những bức ảnh bị phóng trên mạng mà Lục Châu Trung từng xem thì nó đã tốt hơn rất nhiều. Cô dương tay nhẹ nhàng chạm vào lưng của anh, từng chôn một chút chạm vào tóc da thịt bị thiêu đốt của anh. Đêm hôm đó, cô đã trốn vào trong chăn dùng điện thoại tìm kiếm rất nhiều hình ảnh về vết bỏng đáng sợ, không không thành tiếng. Anh đều đã trải qua tất cả những đau đớn và đáng sợ và dữ tợ như thế. Khi nghĩ đến đây, lục trông chung quả thật không thể chịu nổi. Ngay cả bây giờ, những vết sẹo do trải nghiệm đó để lại vẫn còn tồn tại, dù là thể chất hay là tâm lý. Ông nội nói rằng sợ anh dọa nên là em đã liên hệ cho anh một bệnh viện rất tốt. Cảnh tự bình tĩnh rồi nói, phải mất một năm nữa để dễ lành cái bề mặt vết thương. Sắp tới còn cần phải đi thêm mấy lần nữa mới khôi phục lại bình thường. Bây giờ thì vẫn còn hơi xấu. Không xấu. Lục Châu chung ôm lấy anh từ phía sau. Không xấu, không xấu một chút nào cả. Số cảm phần lưng thật ra không lớn lắm, nhưng anh có thể cảm nhận ra được hơi thở nóng ấm của cô ở trên khắp da thịt anh có thể cảm nhận được cô đang hôn lên từng vết xéo trước đây của anh. Toàn thân cảnh tử đều căng cứng, nhưng lần này không phải là thân thể mà là cảm xúc bị kích thích mãnh liệt. Cảnh tự cần loại cảm giác như thế này bởi vì từ nhỏ đến lớn, tất cả tình yêu của mẹ anh đều dành cho kẻ yếu đuối kia, còn kẻ mạnh nhất thì chưa bao giờ được sự thương hại. Lục Châu Trúc lần mò tắt đèn, sau đó ôm lấy anh từ phía sau. Trong chân ấm áp, thơm ngát và cũng rất mềm mại, bởi vì con gái luôn mềm mại. Em có nghĩ rằng anh sẽ ngủ ở phòng khách nữa đấy. Lỗ châu trung được ôm anh chặt trong vòng tay, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cũng không phải là liễu hảo huệ. Cảnh tự hôn lên tóc của cô, đã hứa là sẽ bên nhau suốt đời. Một phút cũng không xa rồi. Sáng sớm hôm sau, Lỗ châu trung bỏ dậy từ trên giường trước tiên. Tay chân nhẹ nhàng chạy đến đến phòng tắm để tắm rửa, sương mù bao phủ trước cô nhìn một đống rau tây nhỏ đỏ tươi ở trên cổ mà giật mình đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả ít nhất là không xảy ra mấy chuyện đã dự tính trước nhưng mà cũng xảy ra một ít chuyện khác lổ châu châu nhìn lòng bàn tay nhỏ bé rồi lắc khẽ hai má hơi phiếm hồng cô tưởng rằng mình đã biết rất nhiều nhưng thực tế đã chứng minh hòa ra so với con trai thì cô vẫn còn quá nông cạn Bên ngoài phòng tắm, cảnh tự tự hồ như là đã thức dậy, đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lục Châu chung trốn trong nhà tắm, xấu hổ đến mức không dám ra ngoài. Chuyện đen tối đã làm vẫn còn rõ mồn một, một ngay trước mắt. Cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cảnh tự bước tới gõ gõ cửa phòng tắm. Bạn gái, em nghe người ở trong đó gần 40 phút rồi, ra đây ăn sáng đi. Lục Châu chung chỉ có thể bất chấp khó khăn mà bước ra ngoài. Cảnh tự đang bận rộn trong phòng bếp kiểu mở, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và mang tạp dề. Lục Châu trông thấy anh mang tạp dề hoa nhí của mình thì không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến ông nội. Bóng lưng của ông nội mang tạp dề nấu ăn có thể nói là hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của Lục Trúc Trúc. Kiểu đàn ông của sự nghiệp như ông nội lại rửa tay nấu canh, ngầu khỏi nói. Cảnh tự nướng bánh mì, hâm nóng sữa tươi, hấp trứng và chiên sủi cảo. Một bàn đầy áp đồ ăn thơm ngọt ngào trước mặt cô. Lục Trung Trung cười cười rồi nói, tay nghề của bạn trai em tốt thật, thịnh soạn thật đấy. Cảnh tự cởi tào dề ra rồi ngồi xuống đối diện cô, cười như không cười rồi nói, tay nghề của bạn gái anh còn tốt hơn, khen thưởng lao động gian khổ. Anh đủ rồi đấy. Cảnh tự biên cô gái nhỏ dễ thương ngượng ngùng nên không dám trêu chọc cô nữa. Chờ mới biết hôm qua anh có biết bao nhiêu là hạnh phúc, thậm chí còn ít cười ước rằng bình minh của ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. Cứ thế đắm chìm trong màn đêm sâu thẳm. Ăn sáng đi. Anh xé một mẩu bánh mì đưa vào miệng của lục chốc chốc rồi lại đốt sữa nóng cho cô. Lục chốc chốc nhai nhai mẩu bánh mì giòn tan, thở ơ rồi hỏi. Anh này, khi nào chúng ta mới kết hôn? Cảnh tự ho sặc một cái, ho khan dữ dội. Lục chốc chốc bắt dậy từ trên ghế, chạy ra sau vỗ lưng của anh. Chậm chậm thôi, cảnh tự bị sặc sụa hao đến đỏ cả mặt. Uống một ngụm nước rồi khó hiểu nhìn cô. Kết hôn. Đúng vậy. Lũ Châu Trung gật đầu một cách đương nhiên, nhỏ giọng nói. Đêm qua anh đều đã thấy, thế này thế nọ với em rồi, không chịu trách nhiệm sao? Cảnh tự nghiêm túc rồi nói. Anh cảm thấy em như thế này, nọ kia với anh nhiều hơn một chút. Lỗ Châu Trung cười hi hi, ngồi xuống ghế ăn bánh mì với vẻ thích thú nói trước nha nếu như kết hôn thì anh phải đến nhà họ lục của em ở rể đó chuyện này không hề gì anh không có một gia đình đặc biệt ấm áp anh cũng không biết lục châu chung không thể rời xa ông nội của cô đời đã tại sao lại bắt đầu thảo luận về hôn nhân lục châu chúc Trúc, em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến kết hôn rồi trưởng thành rồi trưởng thành thì cũng vẫn còn rất nhỏ nhỏ vô cùng anh lại bút thêm một mẩu bánh mì vào trong miệng của cô muốn gả cho anh thế à Sai, em muốn cưới anh về nhà nhanh một chút, trở thành người một nhà. Em, anh và ông nội, cả nhà bên nhau. Vậy thì anh sẽ không còn phải sống lẻ loi một mình ở trên đời này nữa. Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau ra ngoài. Cảnh tự ngồi xuống, buộc dây dày cho lục chúc chúc. Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi huyên qua một cái khuy áo bằng gỗ màu nâu. Anh cầm lấy khuy áo lên xem thử, chân mày cau lại. Ở đâu ra vậy? lỗ Châu Thúc nhận lấy cái khuy nhỏ xem thử, nhún nhún vai. Không biết em lấy từ trong túi sách ra nên tiện tay để ở đây. Lâu lắm rồi, khuy áo không phải là của em, là của anh sao? Không phải, không phải là khuy áo của anh, nhưng anh nhận ra cái khuy áo đó. Triệu tư gia sẽ khâu một cái, ngụ ý bình an ở trong mỗi cái vạt áo của hai anh em. Cái khuy này là của cảnh chiết. Trong taxi, cảnh từ nhìn thấy cảnh đường phố đông lượt đầu ngón tay vô thương chơi đùa với cái khuy nọ. Chẳng mấy trong xe taxi đã dừng lại trước cửa nhà nghỉ Minh Nguyệt. Hôm nay là một cô gái trẻ trung ở cuối lê tân. Cô ta đang dựa vào cầy lễ tân cho điện thoại. Khi thấy cảnh tự bước vào, đôi mắt đen lái rơi vào người anh, không cách nào mà rút ra được. Anh trai đẹp thật đấy. Muốn thuê phòng. Âm thanh óc nghẹo mang theo một chút nịnh nọt. Cảnh tự không đếm xỉa rồi nói. Phòng 2 là 9, thuê 3 tiếng. Cô gái tiếp tân nhún vai rồi lại nói Có chứng minh thư không? Không có, cần thiết sao? Cô ta cười một cái rồi nói Không có chứng minh thư, tiền phòng thêm 50 tệ, tổng cộng là 100 tệ Cảnh tụ trả tiền phòng rồi trực tiếp lên lầu Bước vào trong phòng, nhà nghỉ nhỏ trang trí đơn sơ, diện tinh chật hẹp Một chiếc giường lớn màu trắng, gần một phần ba căn phòng Đối diện với chiếc giường là chiếc tủ và tivi kiểu cũ Ngoài ra không trang trí bầy biện gì thêm Cảnh tự dạo khắp căn phòng, đầu ngón tay vẫn chơi đùa cái cúc áo kia. Có lẽ cúc áo bị lục châu trung kéo xuống từ trên người cảnh chiết, trong lông vô thức nên cô thậm chí không nhận ra. Cảnh tự vốn dĩ đang nghi ngờ hắn ta. Cái khuy áo này đã xác nhận suy đoán của anh. Toàn bộ đều là cảnh chiết dở trò. Mối hận thù cũ của anh càng ngày âm thầm phát sinh kể từ khi cả hai còn rất nhỏ. Mỗi người có tư chất thông minh trời sinh nhưng tính cách hướng nội người kia thì tư chân tầm thường, nhưng lại lõi đồi, khéo đua đẩy. Bọn họ đã được định sẵn không cách nào mà sống chung hòa thuận như anh em bình thường. Cảnh xiết đố kỵ bộ não thông minh của cảnh tự, còn trong lòng cảnh tự cũng bất mãn vì sự thiên vị của cha mẹ. Mẫu thân khi còn nhỏ đã tạo ra những tia nhỏ vụn vặt. Mỗi khi cha mẹ phân xử, luôn có khuynh hướng nghiêng về cảnh chiết ở vị thế thiệt thòi. Anh trai không phải cố ý, anh trai sẽ không làm như vậy đâu cảnh tự tại sao con luôn hùng hổ dạng người như vậy dường như kẻ yếu trời sinh đã được mọi người đồng cảm còn người mạnh mẽ thì cũng là đạo đức lý hiển nhiên dường như những kẻ yếu trời sinh sẽ được mọi người đồng cảm dường như kẻ yếu trời sinh đã được mọi người đồng cảm còn người mạnh mẽ dù gì cũng là đạo lý hiển nhiên việc hãm hại người này thật ra cũng không phải là một hai lần mà mỗi lần được cha mẹ bao che và thiên vị lại càng khuyến khích hành vi của cảnh thiết Thật ra cảnh tư cũng chẳng quan tâm hắn ta có hãm hại anh hay không. Chuyện khiến anh phẫn nộ, cảnh trên đã lợi dụng lục chốc chốc, đặt cô vào tình cảnh xấu và nguy hiểm. Chuyện này anh tuyệt đối không cách nào khoan dung được. Cảnh tư dỗ mắt nhìn khuy áo trong tay. Một cái khuy áo đương nhiên không thể kết tội hắn. Anh ta tự cân bằng chính mình. Sau vụ việc xảy ra tại phòng 209 của nhà nghỉ, có rất nhiều người khác vào ở nên hiển nhiên không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến đêm đó trước đây khi cảnh tự nhận làm việc riêng đã từng tiếp xúc với một số trang web của máy chủ nước ngoài đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều trang web lớn trên trang web có rất nhiều bộ phim từ những quốc gia khác nhau trong đó có một loại chính là quay lén quay lén thường xảy ra ở các khách sạn và nhà nghỉ đặc biệt là trong một số nhà nghỉ bình dân không chính quy thế này không phải trong nhà nghỉ, căn phòng nào cũng có thiết bị quay lén như vậy. Cho nên hôm nay anh đến đây hoàn toàn là thử vận may. Loại nhà nghỉ bất hợp pháp không yêu cầu đăng ký chứng minh thư, như nhà nghỉ Minh Nguyệt này, hầu hết đều có giao dịch phi pháp, xa xôi bị quay lén thành video cao hơn những khách sạn hợp khá pháp khác. Cảnh tự tắt hết toàn bộ đèn trong phòng để căn phòng tối om, dựa vào phương pháp chỉ bạn canh phân biệt liệu có camera trong phòng hay không. Được dậy trên mạng mà tìm điểm phát sáng. Nhưng mà tìm một vòng cũng không thấy bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Thật ra cảnh tự đã có chuẩn bị tâm lý. Anh biết rằng việc có thể tìm thấy camera là thuộc vào loại mù mờ vô phải chùa chết. Tìm không thấy mới là bình thường. Anh lại bật đèn lên, ngồi xuống mép giường rồi nhìn thẳng vào tivi đối diện. Nếu không có chứng cứ, chuyện này sẽ bị bỏ qua giống như trò chơi khăm mà cảnh chết đã làm vô số lần trong quá khứ. Anh nhìn TV thì phát hiện ra một vài ổ cắm ở phía bên trái của TV, mà hướng đối diện của mấy ổ cắm lại vừa vạn hướng về phía giường. Ổ cắm này đúng lông là nơi bí mật nhất mà bọn tội phạm chọn để lắp camera lỗ kim, bởi vì không phải là tất cả ổ cắm điện trong khách sạn đều đối diện ngay giường lớn. Cảnh tự ôm tâm trạng thử một lần nữa, dùng phết cắm của ấm đun nước thử cắm một lần vào từng ổ điện. Hai cái ổ điện đầu tiên thì có thể cắm vào bình thường nhưng khi thử cắm vào ổ điện thứ ba liền gặp phải vật cản. Anh ngay lập tức rút lại cái tô vin từ trong ba lô rồi tháo rời ổ cắm thứ ba ra. Đúng như dự đoán, có một chiếc camera cỡ nhỏ đặt ở sau ổ cắm. Ngoài ra, phía dưới còn có một thẻ SD dùng để lưu trữ những hình ảnh hài hòa mà máy camera quay được. Cảnh tự tháo máy ảnh và thẻ nhớ sau khi lắp lại ổ cắm thì rời khỏi khách sạn. Về đến ký túc xá, anh nóng lòng mở ra thư mục thẻ nhớ ra. Một số lượng lớn video hài hòa được lưu trữ trong thẻ nhớ. Cảnh tượng căn cứ vào thời điểm xảy ra sự việc, tìm được đoạn video đêm hôm đó. Anh sẽ mắt nhìn hai người cảnh chết và tại lực cường, nâng lực chốc chung đang bất tỉnh vào phòng. Khi nhâm vào video này, quả thật đầu ngón tay của cảnh tự đều đang run rẩy. Anh sợ phải xem những hình ảnh khác. Anh sợ lục chốc chốc khi đang trong tình trạng hôn mê phải chăng đã chịu ước hiếp mà không biết hay không? May mà sau khi toàn bộ video được phát xong, cảnh trên không làm bất cứ chuyện vượt rào nào với cô. Thứ nhất, hắn ta còn chưa có dũng khí đó. Thứ hai, tâm tư của cảnh chiên thấu đáo, hắn ta sẽ kiểm soát bản thân hết mức có thể, sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ngón tay cái của cảnh tự đè chặt cái khuy áo nọ, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Đoạn video này đủ khiến cho cảnh chiết bị trừng phạt thích đáng. Khi nhận được tin nhắn của cảnh tự, cảnh chiên đang ở trong lớp. Cảnh tự chủ động gửi tin nhắn cho hắn ta, chuyện này vô cùng dị thường. Cảnh chiên mở WeChat ra, phát hiện ra cảnh tự gửi cho hắn ta một bức ảnh. Trong bức ảnh có một cái khuy áo. Sau đêm đó, hắn ta phát hiện ra chiếc cúc áo bình an mà mẹ hắn đã bay cho hắn đã bị mất. Lo lắng bất an một thời gian dài vì sợ sẽ để lại bất kỳ bằng chứng nào. Sau đó không có chuyện gì xảy ra, cảnh chiên dần cảm thấy yên tâm nhưng không ngờ rằng vẫn còn sót lại vật chứng. Hắn ta cầm điện thoại lên run rẩy trả lời tin nhắn của cảnh tự. Phía này không giải thích được vấn đề gì. Biết đâu mà giặt nó rồi rơi xuống người tao thì sao? Đừng quên chuyện trong rừng cây nhỏ của ngày hôm đó. Tôi vẫn chưa nói gì mà anh đã biết tôi muốn nói gì rồi sao? Cảnh chiên chưa đánh đã đá khai liền đỏ bừng mặt, không trả lời tin nhắn của anh nữa. Hắn ta không thông minh như cảnh tự, nói nhiều, sai nhiều, ngược lại sẽ lưu lại chứng cứ. Chẳng mấy trong cảnh tự gửi cho hắn một địa chỉ, cảnh trên hốt hoảng trả lời, tao sẽ không đến đâu, tùy anh. Cả tiết học, cảnh trên không thể tập trung nghe giảng nổi. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi tan học, nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, cũng giống như là đá mây đen đè nặng lên ngực của hắn ta. Hắn ta gọi điện thoại cho tại lực cường, liền dò hỏi tới lui nhiều lần rằng, anh ta rốt cuộc có nói chuyện này ra hay không? Tôi cũng không phải là đồ ngu, tôi có thể nói sao? giọng điệu của tại lực cường vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cậu có thể dùng nghi ngờ lung tung được không? Cảnh riêng đi đến một góc yên tĩnh, đè thấp cổ họng rồi nói. Tôi cảm thấy nó hình như đã biết rồi. Là cậu tự có tật dần mình, chẳng liên quan gì tới ông đây. Cậu đừng có kéo ông đây vào là được. Đừng quên rằng, chuyện là sao chúng ta cùng làm với nhau. Là cậu làm, sau đó tôi đã bỏ đi, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thuốc là do anh trước, anh nghĩ bản thân phủ sạch sẽ được sao? Cảnh trên lạnh giọng rồi nói, nếu muốn bình yên vô sự thì để chuyện này thối giữa trong bụng đi. Tùy hiêm tài lực cường xong, thì cảnh trên trở về ký thuốc xá và chờ mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà dù làm thế nào cũng không thể ngủ được. Hắn ta bực bội ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem địa chỉ mà cảnh tự đã gửi cho mình. Thay vì lo sợ bất án như thế này, không bằng tìm nó giải quyết chuyện này cho sạch sẽ. Dù sao thì, chỉ cần nó không có bằng chứng trực tiếp chỉ dựa vào một cái khuy áo, căn bản là không thể kết tội hắn ta. Cảnh trên bắt taxi đi đến địa chỉ cảnh tự đưa cho hắn. Đây là một nhà kho bỏ hoang. Dù là nhà kho hoang vắng, không một bóng người, nhưng ở căn phòng bên trong hình như có tiếng động. Cảnh trên hít thở một hơi thật sâu. Theo tiếng động bước đến, một căn phòng nhỏ ở trên lầu 2. trên chiếc ghế ở chính giữa căn phòng, đặt một cái máy tính, đoạn video đang phát trong máy tính chính xác là hiện trường gây án của hai người tại lực cường và hắn ngày hôm đó toàn thân cảnh chết lạnh cóng vội vàng nhào qua muốn xóa video nhưng máy tính dường như từng bị thiết lập lại khiến cho màn hình bị khóa hắn không thể nào xóa đoạn video được lúc này cửa phòng phịch một tiếng đóng lại cảnh trên vội vã đứng lên mở cửa nhận ra cửa kho hàng đã bị người ta khóa trái từ bên trong hắn đập mạnh vào ván cửa lớn giọng hô lên cảnh tự mày muốn làm gì thả tao ra ngoài lúc này chuyện lại càng tồi tệ hơn đã xảy ra hắn người được mùi khói đặc gai mũi từ bên ngoài bay vào cảnh trên liều mạng đập lên ván cửa lớn giọng rồi mắng cảnh tự mày mày thả tao ra ngoài mày muốn phạm tội giết người hay sao mày muốn giết anh trai ruột của mày hay sao ngoài cửa cảnh tự chăm cho mình một điếu thuốc bằng dơm khô đang bốc cháy bình tĩnh rồi nói năm đó anh sợ tôi mách cha mẹ là anh đã vẽ bức tranh màu nước nguyền rùa thương tật cho tôi nhân lúc cha mẹ không ở nhà tự nhốt mình trong phòng rồi châm lửa đốt đi kết quả lửa bén đến bên rèm cửa và thiêu dụi cả ngôi nhà là tôi kéo anh ra từ trong căn phòng bén lửa anh nợ tôi một mạng bây giờ cũng nên trả lại cho tôi cảnh diên ôm đầu nỗi sợ hãi cùng cực làm cho hắn gần như sụp đổ tao không nợ mày tao không nợ mày gì hết dù mày thông minh, dù mày giỏi hơn tao về mọi mặt. Thế thì sao cơ chứ? Mẹ đã chọn tao, mẹ yêu tao hơn. Bà ấy không cần mày nữa, thừa nhận đi. Mày đố kỵ với tao, khen tị với tao, đổi cha mẹ yêu thương nhiều hơn. Cảnh tự hung hăng dập cắt điếu thuốc, khàn giọng rồi nói. Cảnh chết, tôi từng rất bất bình, nhưng anh chưa quên, chưa bao giờ tôi làm hại anh. Một lần cũng chưa, chính anh là người chạm đến điểm mấu chốt của tôi, hết lần này cho đến lần khác. Mày điên rồi, mày sớm đã bị điên rồi. Đánh giá tâm lý của mày có vấn đề. Cảnh Diên đập mạnh lên ván cửa lớn giọng hô lên. Mày giết tao thì mày sẽ chẳng còn gì cả. Lục Hoài Nhô sẽ không để yên cho một tên sát nhân ở mày đâu. Đến cuối cùng mà chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi. Cảnh tự nhìn khói đặc bao phủ trong cửa phòng rồi nói. Cảnh chết, anh có điện thoại, sao anh không thử gọi điện thoại báo cảnh sát xem. Câu nói của anh đã nhắc nhở cảnh triết. Hắn hốt ha hốt hoảng, lấy điện thoại ra nhấn 110, nhưng ngay lúc điện thoại vừa thông qua thì ngón tay của hắn đã dừng lại, quay đầu nhìn vào màn hình đoạn video lặp lại kia. Một khi báo cảnh sát thì mọi thứ của hắn ta sẽ đầu xong rồi. Cảnh tự biết rõ, hắn sẽ không bao giờ tự báo cảnh sát, vì thế mới có thể trắng trợn như vậy. Anh xem, năm đó tôi không được lựa chọn, hoặc là táng thân nơi biển lửa, hoặc là nhảy lầu." Cảnh tự nhách môi mỉm cười, "Bây giờ tôi tranh lựa chọn Thừa dịp khi đám cháy còn chưa lan rộng, mọi thứ vẫn còn kịp. Muốn báo cảnh sát hay là không thì tùy anh. Nói xong những lời này, anh xoay người rời kho hàng. Cảnh chiên đã thử tất cả mọi cách, phá cửa, nạy khóa, thậm chí đứng cạnh cửa sổ điên cuồng kêu cứu. Nhưng xung quanh nhà kho bỏ hoang, không một bóng người, cũng không có ai đến cứu hắn. Ngoại trừ báo cảnh sát thì không còn cách nào cả. Hắn Biên cảnh tự là một kẻ điên, cái gì cũng dám làm hắn thật sự muốn giết chết anh. Khói đặc xuyên vào căn phòng qua khe cửa, xong đến nỗi nước mắt hắn chảy ròng ròng. Hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Chiều cao của tầng 2 bằng với chiều cao của cửa sổ mà cảnh tự nhảy năm đó. Nhảy xuống có thể gây thương tích nghiêm trọng, cũng có thể sẽ chết. Cảnh trên nuốt nước bọt thật mạnh, nghiến răng chuẩn bị nhảy xuống. Xong bản năng sinh tồn lại không ngừng ngăn trở hắn. Hai chân quán nhũn ra, cuối cùng ngồi dựa vào vách tường. Trải qua khoảnh khắc này, cảnh chết mới xem như hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cảnh tự. Lô Trương khi đứng ở bên cửa sổ, giống như lời của anh nói, hắn có quyền lựa chọn. Nhưng cảnh tự năm đó thì không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng khát vọng sống cũng đã chiến thắng tất cả. Hắn run rẩy bấm 110 gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy trông xe cảnh sát và xe cứu hỏa ồn ồn chạy đến để giải cứu cảnh chết. Thế mà sau khi cảnh trên ra khỏi phòng, lại chẳng thấy ngọn lửa hừng hực như trong tưởng tượng. Chỉ có một bó rơm khô gần như là bị thiêu rụi nằm đối diện ở cửa phòng hắn. Có những lòn khói đen tràn vào từ khe cửa lại chính là khói tỏa ra từ bó rơm đang cháy. Anh không hề phóng hỏa. Hơn nữa, quanh căn phòng cũng không có bất cứ vật liệu nào để bắt lửa cả. Không thể thiêu trụ cái nhà kho trống không này được. Thật ra, những điều này rất dễ đoán. Chỉ là hắn quá mức kinh hoàng, không nghĩ ra hắn nghĩ rằng cảnh tự sẽ phóng hỏa giết chết hắn. Tuy nhiên như cảnh tự đã nói, từ nhỏ đến lớn, cảnh chết ngầm ngầm sử dụng nhiều thủ đoạn nhỏ. Thế nhưng cảnh tự thật sự là chưa bao giờ làm tổn thương hắn lần nào. Hai người cảnh chiên và tại lực cường bị tạm giam hành chính không thể bảo lãnh. Lục Hoài Nhu biết đầu đuôi câu chuyện, phấn nộ điều thất yếu, nhưng càng khép đảm và sợ hãi nhiều hơn. Vì bọn họ không nói với ông ngay từ đầu nên ông đã hung hăng, say mắng Lục chúc Trúc một trận lại không nói với cảnh tự một chữ nào. Cảnh tự biết 90% chuyện này là lỗi tại anh, nhưng Lục Hoài Nhu không mắng anh. Bởi vì ông đã hoàn toàn thất vọng đối với anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng anh lại vì sự ích kỷ của bản thân mà có ý đồ muốn giấu giếm. Đây là chuyện Lục Hoài Nhu tuyệt đối không thể dung thứ. Một khi lại xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, từ khoảnh khắc cảnh tự đưa ra lựa chọn đó trở đi, thì anh đã sẵn sàng để gánh vang toàn bộ hậu quả đàng hoàng. Anh và Lục Châu Trung đã không còn nhận được châu phong của Lục Hoài Nhu nữa. Nếu muốn Lục Châu Trúc đưa ra lựa chọn một người giữa anh và ông nội, bất kể là chọn ai thì cũng đều đau đầu như cắt. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, cảnh tự cảm thấy bản thân vẫn nợ Lục Hoài Nhu một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng, cùng với một lá đơn xin thôi việc. Cảnh từ dưới lầu công ty đây Lục Hoài Nhu, đợi cả một ngày, Lục Hoài Nhu cũng chưa chịu gặp anh. Sau khi Lục Hoài Nhu kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao thì quay trở về phòng làm việc. Ông hỏi Alan, thằng bé vẫn ở đó, vẫn còn, đợi cả ngày rồi. Cậu ấy bảo rằng nếu ngài bằng lòng gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Lục Hoài Nhu nhàn nhã pho trà cho mình, nó thích đợi thì cứ đợi, sao cũng được. Chẳng mấy trong Lục Chốc Chốc nghe được tin, chạy vội tới, nhìn thấy cảnh tự đang ngồi cạnh ghế chờ cùng với đơn từ trước trên tay anh cô gái nhỏ không cầm được nước mắt mang theo giọng nghẹn ngào hỏi anh anh muốn bỏ rơi em sao Chúc chúc, có phải là anh muốn bỏ rơi em không hai bà vai của lỗ châu trung run lên khe ghẽ chỉ vì một chuyện này mà anh đã muốn từ bỏ rồi anh không từ bỏ cảnh tự kéo cô lại ngồi bên cạnh mình rõ dành nói đừng khóc mà được không lỗ châu trung gạt tay anh ra ôm lấy đầu gối ngồi xổm xuống bên chân của anh khó chịu kinh khủng khó khăn lắm mới có thể được ở bên nhau nếu như dễ dàng từ bỏ thế này thì anh cũng không phải là cảnh tự mà em thích nữa cảnh tự cũng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng nói anh không từ bỏ cũng sẽ không bỏ rơi lục chúc chúc dù ông nội cầm gậy đuổi anh đi anh cũng sẽ giữ em thật chặt cô gái nhỏ nước mắt nhập nhèm nhìn đơn từ trước trong tay anh thế anh làm vậy là có ý gì cảnh tự dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho lục chốc chốc giải thích ông nội em vừa mới dừng hợp đồng này trải đường cho anh nhưng sau khi trải qua chuyện này anh nghĩ nhân cơ hội nhận lỗi mà trả lại toàn bộ những gì ông cho anh anh muốn từ mình tạo nên thành tựu anh hiểu rõ tất cả những vinh quang mà anh có được khi đứng trên vai của lỗ hoài nhu sẽ không thể làm cho ông thật sự tán thành với anh chỉ có dựa vào bản thân để khai phá một thế giới mới anh mới có tư cách nhận được sự đồng ý của ông ấy Ý anh là anh sẽ không bỏ đi đúng không? Khóe môi cảnh tự cong dần lên. Con đường anh đi bất kể có khi nào thì lục chốc chốc vĩnh viễn sẽ là điểm đến cuối cùng của anh. Lục Hoài Nhu đang hướng dẫn các nghệ sĩ mời các động tác vũ đạo chi tiết trong phòng tập. Trong những năm qua, bất kể công ty mở rộng quy mô như thế nào, chỉ cần Lục Hoài Nhu rảnh là sẽ đến phòng tập. Đích thân hướng dẫn những nghệ sĩ trẻ này. Gọi giữa một chút động tác của họ sẽ bọn họ cách quản lý biểu cảm và kiểm soát hiện trường. Chưa được bao lâu thì Allen vội vã chạy vào rồi nói. Hoài ra, chú Chung đến rồi, bọn họ ở dưới lầu nói chuyện cùng ngày. Nếu ngày không gặp thì tiếp tục đợi. Còn uy hiếp nữa. Bỉ man của Lục Hải Như cũng không nâng lên một chút nào, ông nói. Mặc kệ bọn nó, thích đợi bao lâu thì đợi. Vâng. Allen đáp một tiếng. Đang muốn lùi ra ngoài thì Lục Hải Nhu nhìn hoàng hôn của bầu trời bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên gọi ông lại. Cái gì mà xiết thức ăn ấy, gọi cho bọn chúng đi, Allen đánh giá Lục Hoài Nhu, đúng là vẫn còn mềm lòng, ông cười rồi nói. Được, tôi đi ngay. Đừng bảo tôi kêu. Được, tôi đi đây. Đêm khuya, nhân viên trong công ty về cơ bản đều đã ra về. Chỉ còn lại chị gái Thiết Tân trực ca đêm. Cảnh tử vẫy tay, ra hiệu cho cô ấy chỉnh đèn tối xuống. Lục Trúc Trúc nằm trên đùi anh ngủ thật say. Mái tóc mượt mà như tơ nằm buông lơi bên người anh. Anh cuốn tóc cô thành từng vòng, từng vòng quanh nhỏ, Tôi không biết chán. Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt cô xinh đẹp giống như là nụ hoa trầm lặng đang hé mở. Cảnh tự kìm lòng không đậu mà không người, môi mỏng khét chạm lên khuôn mặt của cô. Sợ cuối dây giấc mộng đẹp của cô nên nhanh chóng rời đi. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Lục Hoài Nhu đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đối diện với đại sảnh. Cũng không biết là đứng đó bao lâu rồi. Cảnh tự giống như là làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Hay mà có hơi đỏ ửng anh nhẹ nhàng đặt lục chúc chúc lên sofa, sau đó cởi áo khoác thể thao đắp lên người cô. Lục Hoài Nhu say người rời đi. Cảnh tự lập tức đi theo ông đến phòng tiếp khách. Chị gái thiết tân liền pha ly hai trà cho bọn họ. Đã gần nửa tháng kể từ khi sự việc bại lộ, đây là lần đầu tiên Hoài Nhu gặp anh. Cảnh tự biết Lục Hoài Nhu có biết bao nhiêu là phẫn nộ với anh. Ông nội, con xin lỗi. Cảnh tự còn đã sắp 20 tuổi rồi. Lục Hoài Nhu ngồi trên sofa bằng da mềm mại, hai chân mở rộng rất uy nghiêm. Khi ông bằng tuổi con đã giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, cũng kiếm được chiếc cúp vàng đầu tiên trong đời. Còn con thì sao? Vừa thông minh lại giỏi giang, cũng có thiên bẩm, nhưng con lại dùng nó để suy nghĩ xem bấy mua tính kế như thế nào để lừa ông. Lục Hoài Nhu qua nhiều ngày như vậy mới gặp anh. Vốn dĩ là muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của mình trước, rồi mới bình tĩnh, hòa nhã để nói chuyện với anh cho đàng hoàng. Ngủ đâu và nhắc đến chuyện này, ông vẫn không kiềm chế được cơn tức giận. Có nghĩa rằng mình tự giải quyết sạch sẽ mọi chuyện thì ông sẽ không truy cứu. Xem như không có chuyện gì xảy ra. Lục Hoài Nhu đứng dậy phất nộ rồi nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì 10 cái mạng của con cũng không đền nổi. Tại đồn cảnh sát, nhìn thấy đoạn video của Lục Trúc Trung hôn mê bất tỉnh bị đưa vào nhà nghỉ. Lục Hoài Nhu thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Ông chưa bao giờ gặp ác mộng trong đời, nhưng sau ngày hôm đó, hầu như ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng càng tức giận hơn là hai đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này lại muốn gạt ông, tự mình tìm hung thủ. Lục Hoài Nhu ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà để bình tĩnh tâm tình. Lớn tuổi rồi không thể dễ dàng nổi giận. Giống như những gì ông nội đã nói, tâm tư của con đã không dùng đúng chỗ nên mới được dùng. Thái độ của cảnh tự rất thành kính, còn không dám đối với ông. Con đã từng đồng ý với ông rằng chỉ cần muốn con rời khỏi em ấy, con sẽ không nói hai lời. Vì thế nên, cảnh tự nắm chặt tay gần giọng rồi nói. Nhưng mà con không làm được. Nó một đằng là một nẻo mà con ra có vẻ có lý nữa. Cảnh tự đồng đồng ý với Lục Hoài Nhu, chỉ cần Lục Châu Trung có được hạnh phúc tốt hơn thì anh nhất định sẽ buông tay. Nhưng anh nhận ra mình không làm được, cái gì mà yêu thích thì sẽ chiếm hữu, yêu thương thì sẽ tác thành, tác thành cái quần què Lục Châu Trung là bé cưng của anh, anh chỉ muốn giữ chặt cô từng giây từng phút. đều không muốn để cô rời khỏi mình. Cảnh tự đôi đơn từ trưng vào tay của Lục Hoài Nhu, sau đó sẽ bàn hợp đồng, bán cổ phần trước mặt ông. Lục Hoài Nhu không nghĩ tới anh sẽ làm ra chuyện này, hơi giật mình. Con làm cái gì vậy? Tổng giám đốc Lục để con ký bản hợp đồng này rõ ràng là hợp đồng để con chiếm lợi. Là vì Lục Châu Trung, cảnh tự bình tĩnh trả lời. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng xin ông hãy tin tưởng con. Con sẽ tự tạo nên thành tựu của chính mình, cho châu Chung một cuộc sống và tương lai vẻ vang hơn. Vốn dĩ Lục Hoài Nhu chỉ muốn ra huấn cảnh tự một chút. Mang anh ra vài câu coi như là xong chuyện. Dù sao thì lúc trước, đồ Châu Trung cũng làm không ít chuyện, làm ông đau đầu tức học máu. Ông còn có thể thật sự so đo hay sao? Nhưng cảnh tự vậy mà lại đứng trước mặt ông xé hợp đồng, còn nói gì mà dựa vào chính mình. Trong lòng Lục Hải Nhu vừa phun ra một ngụm máu. Thanh niên bây giờ thật đáng ghét. Thật sự là muốn tát thằng nhóc lại một cái bà tai để nó tỉnh táo đi một chút. Nó thật sự nghĩ rằng thành công dễ dàng như vậy sao? Nó phải tốn bao nhiêu năm mới có thể lập ra được một cục diện cơ chứ? Lẽ nào nó muốn cháu gái của ông theo nó cực khổ hay sao? Lục Hải Nhu kiềm chế cơn giận. Nói với cảnh tự. Được lắm, ông còn chưa bảo con cút mà con đang muốn cút trước rồi vừa xé hợp đồng đã trực tiếp đổi giọng gọi ông là Tổng Giám Đốc Lục. Ông nội, con không có ý đó. Lục Hoài Nhu lạnh lùng rồi nói. Cảnh tự xem như là ông đã hiểu ý của con. Không muốn ông bị quản chế, muốn tự mình lập nghiệp. Thế thì ông dù cho phép con phải từ bỏ Lục Trúc Trúc thì con cũng có thể tự tin để từ chối đúng chứ. Cảnh tự mím môi không trả lời nhưng đây là đúng ý nghĩ trong lòng anh. Lục Trúc Trúc là đích đến cuối cùng trên con đường phía trước của anh. Tất cả mọi cố gắng của anh đều từ phía cô mà chạy. Lục Hoài Nhu thoáng bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng ông cũng cảm động trước quyết tâm của cảnh tự. Thanh nên bây giờ ai có thể được phần trí khí này, từ bỏ hoang đường lớn thanh thang rực rỡ. chăm hoa đua nở mà bị một con đường để trông gai sẽ có thể còn bị cưa đến thương tích đầy mình. Thằng bé sự tin tưởng tuyệt đối với bản thân của mình mới dám xé bản hợp đồng này. Được, Chuyện này ông có thể không nhắc lại chuyện cũ nữa. Lục Hoài Nhu mở đá lơn xin từ trước ra, ký tên mình lên đó. Hợp đồng đã rẽ, đây được xem như là con ai vi phạm hợp đồng. Cần nhắc đến bây giờ, hai bàn tay trắng, nên tiền vi phạm hợp đồng, ông sẽ giảm cho con một số không, 900 nghìn. Thật ra cảnh từ đã chuẩn bị tâm lý xong, vi phạm hợp đồng nhất định là phải bồi thường. Ông nội ông đây là đã tỉnh vừa khớm toàn bộ số tiền thưởng của những cuộc thi năm nay và tiền tiết kiệm của con. 900 nghìn vừa bày bồi thường hết sạch tiền vốn. Lục Hoài Nhô biết anh có tự tin rời đi cũng là bởi vì có chút tiền tiết kiệm. Ông cười rồi nói, đã muốn tự lực cánh sinh thì hết thảy phải bắt đầu từ con số không. Nhưng mà nếu bây giờ hối hận cũng vẫn còn kịp. Không hối hận, cảm ơn ông nội đã thác thành. Lục Hoài Nhô biết lựa chọn của cảnh tự là đúng đắn, nhưng ông vẫn hơi không phục lắm. Con vừa muốn danh dự, lại vừa muốn cả bạn gái cũng không thành vấn đề tiền đề là con phải có đủ khả năng cháu gái nhà ông được cưng chiều từ bé khuyết điểm nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con ông đã khóa thẻ tiến dụng rồi bắt đầu từ bây giờ phút này cha mẹ của con bé cũng sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì về mặt tiền bạc cho con bé nữa Lục hoài nhu muốn xem thử hai người họ có thể đi được bao xa nếu mất đi hỗ trợ tài chính từ gia đình cảnh tự nhìn ông trong đôi mắt đen như mực là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có tăng thêm ngữ khí, nói lại lần nữa. Cảm ơn ông nội đã thắc thành. Khi cảnh từ bước ra từ trong thang máy, lỗ châu trông cũng vừa mới tỉnh lại. Áo quần tuột xuống nửa cánh tay. Cô mở to đôi mắt nhập nhèm đang ngái ngủ hỏi cảnh tự. Ông nội nói gì vậy hả anh? Cảnh từ bước đến trước mặt cô, ngồi sổn xuống thắt lại dây dày cho cô lần nữa, dịu dàng rồi nói. Hết thảy đều kết thúc, về nhà thôi. Lỗ châu trông nhìn bộ dáng anh nhẹ nhàng như vậy thì đoán rằng anh và Lục Hoài Nhu khẳng định trò chuyện rất vui vẻ. Trong lòng cô giả dào vui sướng giơ tay ra. Anh cõng em cơ. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Mặc kệ, anh cõng em. Cảnh từ xoay người để Lục Châu Trung trèo lên lưng. Cõng cố bước ra khỏi tòa nhà công ty. Ánh trăng đêm nay sáng trong, xe cộ trên đường không nhiều lắm. Gió đêm mát mẻ, anh sức khoát cõng cô cố cúc bộ về nhà. Lục Châu Trung từ nay về sau em là của anh. Lục Châu Trung không rõ nguyên do nhìn anh, đây là ý gì? Ý chính là sau này ông nội em, kể cả cha mẹ sẽ không còn cho em một xu sinh hoạt nào nữa. Vui vẻ không? Em, em vui cái con khỉ ác. Lục Châu Trung cũng ngơ luôn. Em không có tiền, em nghèo rồi, thế em muốn ăn KFC thì làm sao bây giờ? Khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời em kiếm được chính là đoạt được từ trong tay của Lục Phương Tiện đấy. Vô dĩ nói năng hùng hồn rằng, muốn tay làm hàm nhai, sau đó, sau khi theo tưởng Thanh Lâm đi làm bán thời gian nửa ngày, vẫn như là mệt muốn học máu. Căn bản là không làm được. Cuối cùng vẫn là không có chút ngạt mũi nào đi tìm Lục Hoài Nhu mở lại thẻ cho cô. Không có ông nội cô, cô hoàn toàn chỉ là một bát cháo bỏ đi. Cảnh tự quay đầu nhìn Lục Trúc Trúc một cái. Lúc đầu anh rất có tự tin nhưng lúc này cũng hơi thấp thòm. Đừng nói là em hối hận rồi nhá. Lục châu Trúc nuốt nước bọt. Đừng nói nữa, em quả thật là có hơi hối hận. Cảnh tự đặt cô gái nhỏ xuống, giơ tay lên búng búng chán của cô. Lục chốc chốc, em còn miếng lương tâm nào không? Lỗ trương thì khóc lóc, náo loạn không cho anh đi. Bây giờ cả hợp đồng anh cũng xé mất rồi, thì em lại bảo với anh là em hối hận. Ý chí của em có thể nào kiên định một chút không? Lục Châu Châu thấp thỏm rồi nói. Anh này, em nói thật với anh nhé. Không phải là em chưa từng đoạn tuyệt với ông nội, mà còn đoạn tuyệt rất nhiều lần. Lần nào em cũng nghĩ phải đến kiên định, không được lay động mà đấu tranh đến cùng. Nhưng mà chưa bao giờ thành công cả. Anh không biết ông nội của em tàn nhẫn bao nhiêu đâu. Cuối cùng cảnh tự đã bắt đầu hiểu những lời cuối cùng mà Lục Hoài Nhu đã nói thật sự không phải là đe dọa anh. Cô gái nhỏ Lục Trúc Trúc này đã được cưng chiều từ nhỏ ở bên cạnh ông ấy mà lớn lên. Tình cảnh hai bàn tay trắng của anh bây giờ thật đúng là không chắc để nuôi nổi bà cô nhỏ này. Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ phải quay lại nhận lỗi với ông nội thế nào để không bị mất mặt. Anh, anh còn có mặt cả hơn em nữa. Ít nhất thì em đã từng đấu tranh đấy. Cảnh từ ra tay cô gái nhỏ, cùng đi về cô trên con đường cái vắng vẻ không người, dịu dàng rồi nói. Đôi rồi, đừng lo lắng quá nhiều. Sau này, anh nuôi em, nhất định sẽ bồi dưỡng em thành nhà khoa học. Lỗ Châu Trung rút vào vòng tay của anh cười nói. Em đây, dựa cả đời vào anh. Buổi chiều hôm đó, Lục Hoài Nhu gặp được Triệu Tư Gia và Cảnh Văn Bân trong phòng làm việc. Cả vợ chồng đặc biệt vì chuyện của Cảnh Chiết mà đến tận cửa thăm hỏi Lục Hoài Nhu. Trong tay Triệu Tư Gia còn cầm một giỏ trái cây tươi. Lục Hoài Nhu nhìn bọn họ từ xa, thậm chí còn không tiếp đón bọn họ ngồi. Đôi mắt lạnh lùng làm người ta nhìn thấy khiếp sợ. Triệu Tư Gia mở miệng trước. Ngài Lục, chào ngài. Thật là lâu lắm rồi mới gặp lại. Ngài có nhớ chúng tôi chứ? Nhiều năm về trước, chúng ta đã từ là hàng xóm của nhau. Lục Hoài Nhu vẫn không trả lời bọn họ. Triệu Tư Gia ngượng ngùng cười cười, "Chúng tôi nghĩ rằng ngày lục cũng không thiếu cái gì nên sáng sớm đã đi chợ mua ít trái cây tươi. Thật ra vợ chồng tôi từ lâu đã muốn đến thăm hỏi ngày lục, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lần này, lần này vì con trai ngoan của các người chốt thuốc cháu gái tôi nên thành ra lại là một cơ hội rất tốt." Lục Hoài Nhu vừa nói xong đã trực tiếp chặn lời hỏi han như đáng lôi kéo làm quen của Triệu Tư Gia lại. Cảnh Văn Bân gãi đầu ngượng ngùng rồi nói. Ngày lục, ngày xem, Cảnh Chiên vẫn chỉ là một đứa trẻ đùa giỡn với Chúc Trúc, tựa như khi còn nhỏ mà thôi, nó sẽ không có bất kỳ ý xấu nào. Chén trà trong tay Lục Hoài Nhu trực tiếp bị ném ra ngoài, xỏ một cái vào trong tường rồi vỡ tan. Hai vợ chồng bị dọa, sợ tế mương vội vàng lùi về sau. Trẻ con, cậu có biết nó là Trúc Trung uống thuốc gì không? Nếu như đàn ông cho con gái mà mấy người uống loại thuốc đó, mấy người còn nói có thể nó chỉ là một đứa trẻ thôi sao? mà triệu tư gia đỏ bừng lên cảm thấy nhục nhã không chịu được cảnh văn bân cũng cúi xuống cúi đầu ngài lục thật sự xin lỗi là người làm mẹ như tôi không giáo dục con cái tốt song điệu triệu tư gia mang theo nghẹn ngào nếu như ngài không rút đơn kiện tương lai của cảnh trên thật sự sẽ bị hủy xin ngài có thể dơ cao đánh khẽ được không buông tha cho nó chúng tôi nhất định sẽ mang cảnh chết đến tận nhà để thăm hỏi nó đích thân xin lỗi lục chúc chúc tôi sẽ không cho phép nó gặp lại cháu gái của tôi nữa Lục Hải Nhu lạnh giọng nói. Nếu như chuyện gì có thể dùng câu xin lỗi để giải quyết thì còn cần đến pháp luật để làm gì? Dù cho người khác giác tâm muốn làm tổn thương ông, rèm pha ông thì cũng không làm cho ông căm phẫn như vậy. Lục Châu Trung là điểm mấu chốt cuối cùng của Lục Hoài Nhu. Ngài Lục, tôi cầu xin ngài. Triệu tư gia nước mắt lưng chồng cầu xin rồi nói. Ngay cả khi ngài không xem chúng tôi là hàng xóm thì cũng xin ngài hãy nể mặt cảnh tự. Đúng đúng, cảnh văn bân cũng vội vàng nói. Cảnh tự và Chu chung có quan hệ rất tốt. Ngài Lục, Ngài không nể mặt Thầy Tu cũng nên nể mặt Phật. Nó không chừng chúng ta tương lai còn là người một nhà. Lộ Hoài Nhu nhìn hai vợ chồng rồi chế nhạo nói. Đến thời điểm này còn đề cập đến cảnh tự với tôi. Mấy người thậm chí còn không sợ tôi giận cá chém thất lên thằng bé. Quả thần rất yêu thương con trai nhà mấy người nha. Ngài Lục, thật sự là chúng tôi không còn cách nào khác nữa. Ai lại có thể trơ mắt mà nhìn con mình đi tù cơ trước? Mỗi người đều phải trả giá cho tất cả những gì mà bản thân đã làm. Ai cũng không thoát được. Nếu đang lựa chọn làm chuyện như vậy thì cũng nên có dũng khí mà gánh chịu cái giá phải trả. Nhưng đứa bé đó, lòng của nó thật sự không xấu xa, nó chỉ là nhất thời hồ đồ. Triệu tư gia nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ xuống văn cầu lục hài nhu. Ngài cũng đã thấy rồi đấy, cảnh chết thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chẳng phải nó không làm gì chúc chúc đó sao, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đứa bé ngoan. Ba chữ này đã trụ điên Lục Hải Nhu. Vậy nên trong mắt các người, cho dù nó có giết người phóng hỏa thì nó cũng vẫn là một con che ngoan của các người sao? Ngài Lục, nói chuyện không thể nói như vậy được. Bản tính của cảnh chết không xấu, chuyện này nhất định là có hiểu lầm rồi. Ngài nói cảnh tự làm ra những chuyện này chúng tôi còn tin. Mấy năm nay nó thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu ngài nói cảnh chết thân là cha mẹ như chúng tôi tuyệt đối là không tin. Lục hoài Nhu lắc đầu thất vọng rồi nói. Lâu trước tôi cũng không biết cách làm cha, chưa từng lấy mình ra để làm gương cho con trai noi theo, theo một tấm gương tốt. Sau này khi Châu Trung đến bên cạnh tôi, tôi bắt đầu học cách làm thế nào để trở thành một phụ huynh đủ tư cách. Để trở thành một dáng vẻ như thế nào, cha mẹ cũng không thoát được trách nhiệm. Nói xong, ông mở ngăn kéo ra, lấy lá đơn xin từ trưng của cảnh tự ra xa. Trong đơn xin từ trước còn có vài bức tranh màu nương có vết bị đốt. Nhìn màu xăng đã dần phai mờ, có lẽ tuổi đời có những bức tranh màu nước được rất nhiều năm rồi đó là quá khứ mà cảnh tự không dám nhớ lại anh đem những bức tranh màu nước mà mình đã giữ đến bây giờ giao cho lục hoài nhu cũng tỏ ra với ông từ nay về sau anh sẽ không ám ảnh bởi quá khứ nữa lục hoài nhu trải những bức tranh màu nước ra đặt trước mặt hai vợ chồng trên bức tranh vẽ bằng cọ màu nước ba người nhỏ tự lưng vào nhau là cha mẹ và cảnh chiết họ sống hạnh phúc trong khu vườn xinh đẹp mà ở xa còn có một người nữa chính là cảnh tự anh bị giam trong một căn phòng lớn đen tối như mực. Bên ngoài căn phòng còn vẽ một ổ khóa để khóa anh lại. Anh ngồi sụp trên mặt đất, những giọt nước mắt như hạt đậu rơi trên khuôn mặt. Phong cách vẽ bên anh u ám, so với phong cách vẽ ấm cúng của một người ba người vui vẻ hòa thuận, tạo nên sự đối lập rõ nét. Vẫn còn rất nhiều bức vẽ có nội dung tương tự. Cảnh riêng và cha mẹ cùng nhau ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật, còn cảnh tự thì bị giam trong phòng tối, trên người còn có máu đỏ tươi xung quanh là những ngọn lửa màu vàng rực rỡ, biểu cảm của anh biến dạng, thống phổ vô cùng. Thậm chí còn có một bức tranh, trên đầu cảnh tự còn bị cắm một con dao. Triệu tư gia nhìn bức tranh màu nước thấm đẫm tối tăm này, kinh hồn bạt vía bụp miệng lại, liên tục lùi về sau mấy bước. Bà ta có thể nhìn ra được, cảnh chết là đứa bé trai mập mạp bên người cha mẹ, còn bé trai bị giam trong phòng tối là cảnh tự lầm lì. Đây, đây là tranh, tranh vẽ ai? Lục Nhu thở ơ rồi nói, nghe trúc trúc nói hình như khi còn nhỏ cảnh chiên từng đạt giải nhất cuộc thi hội họa cấp trường tranh mà con trai ruột mấy người vẽ nhận không ra hay sao ông nói đây là cảnh chết vẽ cảnh văn bân nhìn bức tranh đáng sợ trước mặt này khó có thể tin rồi nói sao có thể như thế chứ sao cảnh trên có thể vẽ những thứ này được chúng tôi hiểu rõ tính cách của nó nó đã luôn quan tâm đến cảnh tự từ khi thằng bé còn nhỏ giống như anh trai chăm sóc em trai của mình nó làm sao có thể muốn làm hại cảnh tự không thể nào. Lục Hoài Nhu bình tĩnh cuộn tròn tranh lại ông nói. Rất đáng sợ phải không? Con trai ruột nuôi nấng bao nhiêu năm nay, cuối cùng khác biệt đến mức chính bản thân mình cũng không muốn thừa nhận. Toàn thân triệu tư gia vô lực ngồi xuống sofa. Cảnh chết là con trai ruột của bà, sao bà ta có thể không nhận ra những bức tranh này? Làm sao mà nó lại trở thành như thế này? Triệu tư gia không dám tin, nó là đứa bé ngoan biết thông cảm cho cha mẹ mình cảnh văn bân vô cùng kinh ngạc hỏi em nói đây thật sự là cảnh chết vẽ hay sao chịu tư gia nhắm mắt lại xót xa lại gật đầu cảnh văn bân nhìn bức tranh mổ nước làm người ta rợn tóc gáy cảm nhận sâu sắc sự thất bại của bậc làm cha mẹ anh ta không hiểu rõ con trai mình lắm cả hai đứa con trai đều không hiểu nếu một người không thể trả giá cho tất cả những gì mà bản thân đã làm thì tương lai sẽ có phạm tội lần thứ hai thứ ba vì vậy tôi sẽ không rút đơn kiện ngài lục xin ngài hãy suy nghĩ lại Lục Hoài Nhu ngắt lời Cảnh Vân. Làm cha mẹ, nếu như luôn bao che con trẻ, e rằng cũng sẽ chỉ làm cho con đường đời càng đi lệch lạc. Nó trở thành bộ dáng như bây giờ, mấy người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Một câu nói trực tiếp chặn lại cầu tình của Cảnh Văn Bân. Thằng bé là một người trưởng thành, hẳn phải chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Mà thân là cha mẹ, họ cũng nên gánh vác trách nhiệm về sự thất trách của mình. Lục Hoài Nhu cuộn những bức tranh kia lại, ném vào trong thùng rác. Về phần cảnh tự, sau khi thằng bé thi đậu vào đại học Bắc Thành, thì hộ tịch đã chuyển đến Bắc Thành. Tôi sẽ để nó nhập khẩu vào nhà họ lục của chúng tôi. Là các người không cần nó trước. Cháu gái tôi thích nó. Từ nay về sau, nó chính là người nhà họ lục. Không có trước quan hệ nào với mấy người nữa. Cảnh Văn Bân đột nhiên hơi tức giận. Ngài lục, cảnh tự nó là một người chứ không phải là đồ vật. Cái gì mà cháu ông thích thì nó là người nhà ông. Huyết thống tình thân có thể cắt đứt được hay sao? Triệu Tư Gia và Cảnh Bân đương nhiên là không bằng lòng từ bỏ cảnh tự. Thứ nhất, tình thân là trói buộc không thể cắt đứt. Thứ hai, không phải là không có tâm tư riêng. Cảnh tự của ngày hôm nay đã khác xưa, từ lâu đã không còn là dáng vẻ của thằng côn đồ nữa. Anh thi đậu vào trường đại học danh tiếng và trở nên nổi tiếng. Một trận thi đấu có thể nhận được giải thưởng hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu tệ. Bây giờ họ hàng hội hộp, đề tài đứng đầu luôn là cảnh tự. Tất cả đều khen tị với họ, mặt mũi của bọn họ cũng được thơm lây. Ngài Lục, chúng tôi không phản đối chúc chúc yêu đương với cảnh tự. Nhưng ngài nó phải nhập hộ khẩu nhà họ Lục mấy người, thì chuyện này chúng tôi tuyệt đối là không đồng ý. Cảnh tự là con nhà chúng tôi, là niềm kiêu hãnh của tôi và cha nó. Thái độ của triệu tư gia cương quyết. Chúng tôi bồi dưỡng nó lớn như vậy, ngài vừa đến đã chen chân vào. Đây không phải là cướp cạn hay sao? Dành việc này về tôi, không sao cả. Lục Hoài Nhu dựa lên ghế, rung rung một cái. Cảnh tự 18 tuổi, đây là người trưởng thành, nó có ý chí và suy nghĩ của riêng tôi nó không miễn cưỡng được các người đương nhiên càng không thể miễn cưỡng hai vị mời về cho ngài lục lục hoài nhu xoay người không quan tâm đến bọn họ nữa Allen mở cửa ra nói với triệu tư gia và cảnh văn bân hai vị mời về cho hai vợ chồng không biết phải làm sao chỉ có thể ngượng ngùng ra về sau khi bọn họ bỏ đi Allen nhặt chén trà vỡ trên mặt đất lên cảm thán rồi nói chén từ xa tốt như thế này Xa, dạ, ngày ném cái gì không ném, thế nào cũng phải ném quà mà cháu rể biếu ngài mới chịu. Lục Hoài Nhu quay đầu nhìn chén trà từ xa bị vỡ vụn, biểu cảm hơi đau lòng. Đi, không chú ý. Chắc là có thể tìm sửa chữa lại. Alan thu nhặt mảnh vỡ của chén trà vỡ bất đắc dĩ rồi nói. Hoài ra, lúc này là ngài cố ý nói những lời đó để khích bọn họ sao? Tôi khinh bọn họ cái gì? Ngài đừng giả vờ nữa, Alan cười cười. Ngài muốn làm cho bọn họ nhận thức được sai lầm của bản thân, bổ đam sự thiếu hụt tình thân mấy năm nay của cảnh tự phải không? Tôi không rảnh mà quan tâm đến mớ hỗn độn của gia đình này. Alan biết Lục Hoài Nhu là người khẩu xả tâm Phật, nhưng mà ông lắc đầu lắc đầu rồi nói. Chúng tôi cảm thấy tâm sức vất vả của ngài e rằng không phải uổng công rồi. Đứa bé cảnh tự đó rất cố chấp, sẽ không dễ dàng ủ ấp như vậy. Cả vợ chồng này chắc là thật sự mất đi đứa con trai này mãi mãi rồi. Ổ không ấm thì càng tốt, tôi nhặt không được một thằng cháu rể đến ở rể, không cần phải gả chúc chúc đi. Ngày đây là cướp người mà cũng đoạt một cách chính đáng. Lục Hoài Nhu không hài lòng lướt ông một cái, thấy tôi tức giận mà còn đưa tôi dùng chén trà quý như vậy. Allen oan ức rồi nói, mỗi khi ngài không vừa ý liền có tật xấu ném đồ đạc có thể trách tôi được sao. Tôi cái gì mà tôi, mau đi tìm người sửa lại, sửa không được thì kỳ nghỉ phép có lưng năm nay của cậu cũng đừng mơ tới. Cảnh tự quả thật là làm lại từ đầu theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đều đưa cho Lục Hoài Nhu để trả tiền vi phạm hợp đồng. Sau khi xong bản chấm dứt hợp đồng thì số dư trong thẻ cũng chỉ thừa ra mà trăm tệ sinh hoạt phí. Cảnh tự một mình chấm dứt hợp đồng với Lục Hoài Nhu. Đội tuyển Phở Ly vẫn chịu sự quản lý công lý đầu tư dưới danh nghĩa của Lục Hoài Nhu. Mặc dù anh béo bày tỏ rằng anh ta đồng ý cùng đi với cảnh tự, nhưng cảnh tự không đồng ý. Tại bữa tiệc chia tay, anh béo uống rất nhiều rượu, cũng thật sự xúc động nói với cảnh tự. Lúc trước tôi ra làm riêng chính là vì cậu. Bây giờ cậu đi rồi, để lại tôi đây là có ý gì? Cậu tính thử xem, chúng ta kể va chiến đấu đoạt biết bao nhiêu là vinh quang. Không còn cậu thì phố ly còn là phố ly gì nữa chứ? Âu Dương Tự ngậm ống hút uống sữa tươi, vội vàng gật đầu. Lúc đầu tôi gia nhập đội tuyển mục đích chỉ có một điều, đó chính là đánh bại anh, lưu thần. Sau này thi đấu chuyên nghiệp cũng là anh mang theo tôi đi, va chạm, giúp tôi nhận ra bản thân mình thật sự thích cái gì. Phổ ly mà không có lô, nán lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cảnh từ vỗ bảo vai của anh béo rồi nói. Triệu tử mặc, bây giờ không giống như ngày xưa. Lúc trước trong đội chỉ có hai người chúng ta, muốn làm thế nào cũng được. Nhưng phổi ly đã phát triển đến bây giờ, anh thôi nhận được nhiều nhóc con như thế. Đứa thì theo đuổi ước mơ, đứa thì muốn kiếm tiền, Tất cả đều tin rằng anh có thể mang đến cho bọn họ, thực hiện hết thảy những thứ này. Anh có thể quảng gánh không được hay sao? Anh buồn bực rồi nói. Không có cậu, tôi cảm thấy không có tinh thần. Cảnh tự cười. Có thể kiếm tiền, lại nhà to để ở. Có thể làm chuyện mà bản thân tha thiết và yêu thích. Sau lưng còn có tập đoàn họ lục chống lưng cho anh. Sao có thể không có tinh thần chứ? Anh béo ôm lấy cảnh tự. Không có cậu, chính là không có sức mạnh. Cảnh tự cau mày nhìn anh ta, một người đàn ông to béo, cao lớn thô kệch ngồi uống rượu say, rồi ôm lấy anh làm nũng, quả thực là không dám nhìn. Đủ rồi, ông đây có bạn gái rồi. Anh béo vẫn ôm anh không buông. Bạn nhỏ Âu Dương cũng bu lại, ôm lấy cánh tay còn lại của cảnh tự. Anh mãi mãi là đội trưởng của tôi. Từ nhỏ đến lớn, cảnh tự không thường kết bạn. Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ cảm thấy tính cách của anh quái gở, là một đứa trẻ quái dị. Cũng chỉ có lục chốc chốc mang theo một đám nhóc chiêng hổ Trương Thành Lâm đến chơi với anh. Sau này chuyển đến Nam Thành chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn càng không kết bạn được. Anh Béo là người bạn đầu tiên của cảnh tự. Tuy rằng là dạng quan hệ hợp tác nhưng anh ta là người chính trực, hào phóng và chăm sóc cho anh giống như là anh cả vậy. Những năm đầu tiên, khắp người anh đều là thương tích, cũng sẽ không dễ nói chuyện, không vô ý liên va chạm với người ta. Sau đó cũng nhờ anh béo giúp đỡ, đùm bảo anh đến cùng. Nếu nói bọn họ là bạn hợp tác, không bằng nói họ là chiến hữu sát cánh chiến đấu cũng như là anh em. Có một đám người chán nản cùng anh khi xuống tinh thần, thật lòng thật dạ chúc mừng cho anh khi giành được vinh quang, không có ghen ghét cùng vinh nhục. Đây là mục tiêu cuối cùng cho việc lựa chọn thi đấu thể thao điện tử của cảnh tự. Anh đã cô độc trong một khoảng thời gian rất dài. Trong quãng đời còn lại, đã có cô gái yêu dấu và những người anh em tốt nhất luôn đi theo anh. Cảnh tự rút tay từ trong lồng ngực béo mộc của mình ra. Anh nói, Khoảng thời gian này tôi đi rồi. Anh béo, anh làm đội trưởng, mang theo bọn họ thi đấu cho tốt. Khi nào có thời gian, cũng sẽ cùng anh luyện tập trực tuyến. Đừng làm cho Lục Hoài Nhu mất tiền. Những gì cậu nói, anh béo vô ngực. Bà ra tôi không phải thủ từ gỗ mà thủ phái kỹ thuật. Hơn nữa đội chúng ta còn có tiểu tự nữa. Dù thế nào cũng không thể, ông nội bên vợ của cậu mất tiền được nha. Ông Dương Tử hỏi, vậy nên đội trưởng anh sẽ còn quay lại chứ? Ừm cảnh tự gật đầu thật mạnh. Không bao lâu nữa tôi sẽ danh chính ngôn thuận lấy về một nửa của phở ly thuộc về tôi. Anh không cần một nửa số cổ phần lục hoài nhô cho, bởi vì là lục trúc trúc đó, tất cả mọi thứ anh đều có thể tự mình giành về đôi tay này. Lục hoài Nhu ngừng thể của lục trúc trúc, ngừng thể nhưng thật ra cũng không đành lòng. Mọi người nói là cô gái thiên kim, ông nuôi lục châu trung đâu chỉ là thiên kim mà còn hơn nghìn tỷ kim nữa. Về khoản tiêu tiền, lục châu trung chưa bao giờ thiệt thòi. Thích cái gì là mua cái đó, muốn ăn cái gì là ăn cái đó, muốn đi du lịch nước nào liền xách ba lô lên là đi. Lúc Trương không phải là Lục Hoài Nhu từng ngừng thẻ tín dụng của cô, nhưng đều là thi hành mức phạt cảnh báo nên mau chóng mở cửa lại cho cô. Lần này, Lục Hoài Nhu xem như là đang cạnh tranh với cảnh tự. Thằng nhóc này nói năng hùng hồn, không muốn khuất phục trước ông để kéo theo sự sắp xếp. Vừa muốn danh dự lại muốn có bạn gái. Vậy thì Lục Hoài Nhu muốn cho thấy rằng thiên kim nhà ông không phải là ai cũng nuôi nổi. Nhưng mà các thẻ không đến nửa tháng thì ông lại bắt đầu lo lắng khó chịu. Lo lắng lục chúc chúc ăn không ngon, không có chất dinh dưỡng. Cô gái nhỏ thích xem hoạt hình Nhật Bản, thích mua những mẫu, kit đắt tiền. Những thầy trang Gareth kit mới ra lại không có tiền. Chuyện này phải khổ sở biết bao nhiêu cơ chứ. Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thương tâm, nhìn không được mà gọi điện thoại cho Lục Chúc Chúc. Bất cứ khi nào thái độ của cô gái nhỏ dịu đi, cầu xin ông thì ông sẽ mở lại thẻ cho con bé ngay lập tức. Trong điện thoại, thanh âm của Lục Trúc Trúc nhẹ qua rất hớn hở. Lão Lục nhà chúng ta dạo này khỏe không nha? Sức khỏe của ông có bao giờ là không tốt đâu. Nói đúng không nhỉ? Ông nội con là người đàn ông mạnh mẽ vô song đó nha. Nhà ra mấy câu lời rách nát đó đấy. Lục Hoài Nhu vừa nghe thấy tâm tình của cô gái nhỏ tốt thế này, không có mở miệng khóc thốt thít. Ông nội, con sai rồi, thì tâm tình của ông cũng rất phức tạp không biết nên vui hay là nên mất mát. Vì thế ông lại hỏi dò, gần đây có về nhà hay không? Về, đương nhiên là về, nhưng mà gần tới kỳ thi nghiên cứu sinh nên chuẩn bị thi rất căng thẳng. Chiều đợt này con hết bận, liền về nhà thăm ông nội. Bận rộn như vậy mà còn có thời gian yêu đương. Gần đây con cũng hiếm khi gặp được anh cảnh tự. Lộ Châu Trung thành thật trả lời, sự nghiệp của anh ấy còn bận hơn so với con nữa. Thì một số chứng chỉ gì đó mà chuyên ngành của bọn họ cần dùng sau đó còn viết chương trình riêng ở bên ngoài mở live stream trò chuyện cũng không hết hot một người vô cùng bận rộn đương nhiên lục hải nhồi biên cảnh tự rất bận thằng bé có động thái gì ông đều chú ý đến cảnh tự đã thành danh trong lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử bây giờ còn lấn sân sang lĩnh vực nghiên cứu và phát triển game online nghe nói có rất nhiều công ty tranh nhau mời anh viết chương trình và trả rất nhiều tiền thằng bé này con mẹ nó thật sự là một nhân tài học cái gì dành cái đó Tài không tác xác cũng có thể làm nên chuyện. Lục Hoài Như không chút nghi ngờ, nếu thêm một thời gian nữa gặp được cơ hội tốt như này, anh chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Ông lại hỏi Lục Châu Trung, cuộc sống giàu này đã quen chưa? Dạ, quen rồi ạ. À. Cha mẹ cho con sinh hoạt phí hả? Người cũng đã dặn dò rồi, cha mẹ con sao dám tiếp tế cho con chứ? Vậy là có bạn trai tiếp tế cho. Lời lẽ của Lục Châu Trung chỉ nghĩa rồi nói, ông nội, con không thích nghe những lời này. Con đường đường là một nghiên cứu sinh của trường đại học xanh tiếng, còn cần anh ấy viện trợ hay sao? Cũng khá mạnh miệng nha. Lục Hoài Nhu cười rồi nói, vậy là con tự kiếm tiền sao? Điều đó là đương nhiên. Nói thử cho ông nội nghe, trong xã hội nhà chúng ta gần đây phát tài ở đâu nhỉ? Nhóc lâm bạn thân của con khi lên đại học vẫn luôn vừa học vừa làm. Sau gần đây cậu ấy đã đăng ký một tài khoản, gửi chuyển phát nhanh và mang con đi. Con cũng mang làm cùng với cậu ấy. Thời gian buổi trưa rảnh rỗi thì giao hàng nhanh để ký túc giá cho bạn học, còn kiếm được rất nhiều. Cũng không tệ lắm. Lục Hoài Nhu có hơi vui mừng, nhưng đau lòng nhiều hơn. Mấy đứa giao hàng một lần như vậy được bao nhiêu tiền? Giao động từ 2 đồng rưỡi đến 5 đồng, phải xem trong lượng và khoảng cách nữa. Lục Châu Trung cảm thán rồi nói. Ông nội ơi, làm ra tiền thật là khó. Dùng thể lực làm ra tiền đương nhiên là không dễ dàng. Vì vậy, mới muốn con học hành cho giỏi để làm nhà khoa học tương lai, dùng bản lĩnh thật sự của bản thân để kiếm ra tiền. Làm nhà khoa học không phải là để kiếm tiền. Lục Châu Trúc nói mà đó là để bày mưu tính kế cho vận mệnh của nhân loại. Trình độ của bạn học Châu chung rất cao nha. Chứ sao nữa? Thế kiếm được ít tiền như vậy có đủ tiêu hay không? Trong lòng Lục Hoài Nhu khó chịu, giọng nói cũng có chút nghẹn lại. Mặc dù kiếm được không được bao nhiêu, nhưng ở căng tin mỗi ngày là quá đủ để lấp đầy bụng rồi. Lữ Châu Trung lạc quan rồi nói, ông nội đừng quên con còn có học bổng nữa đấy. Năm học nào Lữ Châu Trung cũng đều đứng nhất ở lớp, số tiền học bổng vô cùng khả quan. Thế thì ông quả thật nên tự hào về bạn học Châu Trúc rồi. Lục Hoài Nhu không biết mình nên vui hay là nên buồn. Ông nói, có việc gì thì ông nội, đừng tự mình gắng gượng ông đã mở lại thẻ cho con rồi, tự mình dùng trộm thôi, không cần nói với thằng bạn trai siêu giỏi kia của con. Lục Châu Trung tự tin tràn đầy cam đoan với ông. Ông nội, người yên tâm đi, con chắc chắn là sẽ có thể kiên trì đến cùng. Không phải ai cần con kiên trì chứ, sẽ không làm người thất vọng đâu ạ. À. Tiền trong thẻ, một đồng con cũng sẽ không dùng, con chịu được thử thách. Ông đến là chịu và cháu gái thành thật này rồi. Thật ra trong lòng ông không muốn để Lục Châu Trung độc lập như vậy. Loại công việc gì mà buổi trưa di chuyển phát nhanh, sao hàng nhanh gì đó, nói ra thì rất truyền cảm hứng. Đáng để ta tự hào. Nhưng mà Lục Hoài Nhu càng thật sự không muốn để cho Lục Trúc Trúc phải vất vả như vậy. Tức đến hết cách, lại chỉ có thể tìm cháu rể của ông để ngang ngược chút giận. Video vừa thông, liền thấy khuôn mặt của cảnh tự thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trong đôi mắt còn có vài đường tơ máu. Còn tức của ông cũng bị dàn xuống, phân nộ bị đau lòng thay thế. Ông hỏi sau này đang làm gì? Trong miệng cảnh tượng ngậm bánh mì nói, ông nội con đang làm một trò chơi. Buổi trưa con chỉ ăn bánh mì thôi ạ. À? Dạ lười nấu quá, hai ngày nữa con phải hoàn thành trò chơi, vì vậy để nhanh tiến độ. Trò chơi sách gì đó, đến cơm cũng không thèm ăn. Lục Hoài Nhu tức giận rồi nói, có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Cảnh tự cười nói, kiếm một khoản trả trương cho chúc chung cái nhà. Khỏi, Cô gái nhà chúng ta có nhà của mình, ai thèm nhà của con. Không phân ngày đêm như thế. Lục Hoài Nhu bất mãn rồi nói, gửi địa chỉ của con cho ông. Dạ, gửi địa chỉ cho ông. Ồ, cảnh tự cúi đầu soạn tin nhắn gửi địa chỉ của mình cho Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu gọi sao hàng nhanh cho anh rồi nói, không được thức khuya, ăn cơm đúng giờ, cúp đây. Cảm ơn ông nội. Sau khi cúp điện thoại xong, Lục Hoài Nhu bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn những tòa cao ốc đôi thị không sót một cái gì. Tâm tình quả thần rất phức tạp. Trẻ nhỏ thường trở thành số rất nhiều thứ không thể tùy theo ý của ông nữa. Cái gì mà tương lai tốt nhất? Ông đã từng nghĩ rằng mình có thể cho chúc chúc tất cả mọi thứ chính là tương lai tốt đẹp của con bé. Nhưng mà bây giờ, Lộ Hải Nhô đã hiểu rồi. Cố gắng phấn đấu cùng với người mình thích. Sức làm việc cùng nhau vì cuộc sống tươi đẹp này, đây mới là tương lai tốt đẹp nhất. Ông chúc mừng cho Trúc Trúc có thể tìm một người như vậy, nên buông rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 24 của bộ truyện Cháu gái của Sưu Giao. Vâng và chúng ta sẽ chỉ còn lại một phần nữa, sẽ khép lại bộ truyện của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.